cửa không đóng luôn rồi. Nani? Lô em. Oh hello there. Không ngủ luôn á? What? Ôi dài ôi. Mày đồ hết chưa? Sao vậy? Mặt sao vậy? Đau đầu à? Có đem thuốc không? Chưa chuẩn bị đồ nữa. Hả? Chuẩn bị đồ hết chưa? Đó, cái ghê vậy, chơi hạt rồi vẫn còn ngồi chơi game. Wow. Chơi hạt cho chung kết dữ vậy. Ăn sáng không? Em cao được bên này. Ok. Hello em. Artemis. Hàm với ghét này đâu rồi? Bảo trong phòng. Còn ghét này, còn Hàm đâu em? Không biết luôn. Không biết luôn hả? Phải. Cô đi đâu rồi? Hàm ơi. Không thấy Hàm đâu hết. Sàn đồ hết chưa? Chuẩn bị gì? Chuẩn bị đi Indo làm gì? Quyết tâm không? Thôi bảnh chắc kiếm gì ngon ngon cho Han ăn để có sức bắn cho nó hay. Nha. Ghê vậy, mặc áo World Series luôn. Cái này cũng đang chuẩn bị đồ đạc cho xong đây. Cái này chào mọi người các em. Hello. Anh em chuẩn bị đồ. Nhớ đem theo máy luyện tập nha mọi người. A few moments later. Giờ mọi người sẽ bắt đầu ra sân bay. Giờ là 6 giờ sáng nha mọi người. À thì team đã có mặt ở sân bay. Đó, và bây giờ bọn mình cũng đang đứng với Gao. Giờ cả team sẽ bắt đầu chuẩn bị tiến vào khu vực check-in sân bay. Thì cả team vừa mới xong thủ tục xuất cảnh. Đây, giờ mọi người sẽ bắt đầu ra cửa máy bay. Okay. Thì mọi người đang chuẩn bị lên. Thì hiện tại là cả team vừa mới đáp xuống Jakarta. Bọn mình vẫn sẽ phải transit thêm một chuyến nữa thì mới tới Surabaya được. Và anh em sẽ chuẩn bị đi lấy hành lý nha. Giờ thì team sẽ bắt đầu bay chuyến thứ hai để qua Surabaya. Mọi người cũng khá là mệt rồi. Bay từ hồi đi từ hồi 5 giờ rưỡi sáng tới giờ. Hoàng Thành là, Hoàng Thành là siêu đuối rồi. Dạ dạ ơi. Much 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 later. Ok thì sau hành trình rất là dài thì cũng đã đáp xuống sân bay Surabaya của Indonesia. Ok giờ tụi mình sẽ bắt đầu xuống dưới sân bay. Giờ mọi người đang đợi xe để di chuyển về khách sạn. Tôi quá mệt mỏi rồi. Chắc tối nay về tới khách sạn thì mọi người chắc nghỉ ngơi thôi. Mệt lắm rồi. 1 hour later. Cùng thì bây giờ là 8:20. Thì cuối cùng cả đội cũng đã đặt chân tới khách sạn. Hành trình gần 14 tiếng. Trời ơi. Sau khi cất đồ đạc thì bây giờ mọi người sẽ đi ăn bữa tối đầu tiên ở Indo. Đoạn này cả team ai cũng mệt hết rồi nên không có quay. Chúng ta đến với ngày hôm sau luôn các bạn nhé. Tomorrow. Buổi sáng đầu tiên ở Surabaya. Ngủ ngon không em? Sao mới lạnh ở đây nhỏ xíu mà lạnh dữ vậy trời. Mặt nó chỉnh 24 chả lạnh. Nhỏ đâu đâu mà nhỏ. Cái máy lạnh. Cái máy lạnh nó to đùng ở trên này. Cái máy lạnh nhỏ. Mập mày, cái biểu nó lạnh đâu. Sao nó nhảy lên 24? 24 là nóng hơn nọ. 24 là nóng á, phòng anh.
Phòng anh em chỉnh 27 luôn á. Phòng anh mở 23 độ kìa. 23 độ em chỉnh lên 25 rồi. Có trước khi ngủ là thì trước khi ngủ nó chắc nó chỉnh với ai chịu nói. Ấy liền tao chỉnh tao nhớ rõ cái liền 27 luôn á. À, giờ thì anh em chuẩn bị xuống ăn thôi. Anh đang không biết muốn cách nay với lại nó hơi mít dậy chưa. Cái hẹn mọi người ở dưới thì hôm nay team sẽ có cái lịch đi quay chụp ở lúc 1 giờ trưa. Đây là ngày thứ hai, ngày cả team đi quay chụp media. Cái gì vậy trời? Sao Kaby review đi, em thấy thời tiết ở đây sao? Người ta chơi chiến thuật bà sức lực quá anh à. Vừa nóng vừa lạnh, lạnh quá. Hôm qua Han nó bảo là thời tiết ở ngoài này 50 độ. Oh my god. Ở đây chắc mới 40 độ thôi, 40 độ thôi. Chạy mở vô. Mọi người đang chuẩn bị đây. Sao Văn Thành? Thấy giống người sao vậy em? Mày quá à. Siêu mệt à? Còn sức để thi đấu mẹ. Không, đúng là nó bào mòn hết câu rồi. Bào mòn hết luôn hả? Này mai bên Gaia sẽ trong nghỉ một ngày để hồi sức. Hy vọng là mọi người có thể hồi phục lại sức. Hôm qua bay quá dài tiếng, nay còn đi media cả ngày. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Sau một ngày gần bao nhiêu nhờ, gần 12 tiếng studio quay có 5 giây thì giờ thì team cũng chuẩn bị về khách sạn rồi. Đấy nè, một ngày thật sự là vất vả rồi mọi người. Anh em nghỉ ngơi nha, anh chào mọi người, bye bye mọi người đi em. Tomorrow. Đây là ngày thứ hai thì đáng lẽ ra hôm nay là tất cả các đội sẽ có một ngày nghỉ, nhưng mà chiều nay thì bên phía Garena muốn nhờ mọi người quay một cái clip TikTok. Đây là toàn bộ 4 team Việt Nam chuẩn bị quay clip TikTok gì đó có ký hiệu cờ Việt Nam. Kaby thấy hôm nay trong người sao em? Bình thường anh, khỏe. Phải không? Nice, có vẻ hơi mệt. Mết đó cho em. Chào nha. Bây giờ anh em chào sẵn trước khi UC. Anh với các bạn cầm cờ đi từ góc flag lên là được. Được chưa? Rồi ok. Ngồi đi quay luôn nè. Ngồi đi quay cho từng khung rồi mất cứ từ nó này. Rồi. Giờ chúng ta sẽ ghé thăm xem là team Free Fire đang làm gì nhá. Hello em. Anh nghe ai nói vậy? Nghe, đừng cho vào à. Sao anh em mở đèn tối đấy? À đù, mở đèn tối mới bắn dễ à. Em bị loại mà anh bật đèn á, cho tối sao á. Trên vậy tối mắt mở coi được không vậy? Cái này thấy trong người sao rồi em? Mơ chút rồi thấy đỡ hò rồi. Có gì nhớ nói anh nha. Dạ. Yeah. Okay. Đúng rồi. Trời hạt dữ quá. Cảnh Surabaya về đêm. Bây giờ không mua được gì đâu anh em. Anh bị lạc luôn em. Nó to vãi liền, nó to tới mức mà anh đi lạc luôn. Sợ thật. Gai cái này đã không anh?
anh chưa coi giá nữa, nhưng mà nhiều nhiều chỗ bán giày lắm. Đưa áo cho mấy hàng phân tình rồi à? Đấy. Thôi cảm ơn. Tầm 3-4 triệu không anh? Áo gì vậy? Đây, tầm 3-4 triệu không? Tầm đấy là có rồi. Kêu là cố gắng gặp nhau ở Brazil rồi nó gửi áo cho mình luôn. Tại vì áo của nó là phải sản xuất ở Ả Rập, ở Dubai á, chứ không có sản xuất ở Thái. Thằng có kêu nó kêu cảm ơn vì áo gấu. Trả lời người ta đi. Nó kêu ok bro. Sao áo này sai gì mà nó to dữ vậy anh? Là sao? Cái mặt nó hoài cái đấy. Sao đó sai của em là mặt là sai gì? L thì to đúng rồi, em phải mặc M thôi. Anh còn M đó, tí qua bên kia lấy. Rồi, anh đem dư 3 cái. Bên kia toàn mặc size XL với L không à. Có Coskill. Coskill thì anh chắc phải làm cho Coskill size 4XL đó, mới vừa. Chứ Coskill 3XL anh nghĩ chắc cũng không vừa đâu. Mà cứ tưởng là cái trung tâm thương mại nó nhỏ vừa vừa thôi. Mà nhỏ vừa vừa em ơi. Sẽ xuống đi ăn sáng. Hôm nay ăn sáng xong mà tầm 10 giờ sẽ có một buổi bắn scrim. Lần đầu tiên bắn scrim lúc 10 giờ sáng. Mà sẽ đi mít xuống dưới trước rồi đúng không? Giờ này thì mọi người sẽ bắt đầu di chuyển sang khu vực sân khấu của chung kết để bắn test với lại test thiết bị hay là Artemis, Khabi. À, đằng trước là các team khác. Okay. Mọi người ở khu vực sân khấu nha. Let's go. Thì hiện tại mọi người cũng đã đến khu vực thi đấu. Đâu? Quay để làm vlog mà. Không cho quay đâu. What the hell? Mọi người đang di chuyển ra khu vực nghỉ, khu vực sau cánh gà. Của mỗi team sẽ có một cái booth. Một cái booth riêng. Đây là khu vực thiết bị của Garena. Đây là sân khấu. Đằng kia sẽ là khu vực booth của các team như AAA hay là Trustmine, Falcon, God Wolf và Heavy. Ok, Heavy đằng kia nhá. Okay. Và RQ. Đây, giờ mọi người đang đợi ở trong booth. Chờ Garena gọi để test máy thôi. Máy nói chung vẫn nhẹ nhàng. Chưa biết là khi nào thì được test xong thôi, khi nào chưa thì được về nhà. May là khu vực sân khấu thì nó ở trong cái khu trung tâm thương mại ở khách sạn, cho nên di chuyển nó cũng không có khó khăn cho lắm. Hẹn mọi người tí nữa test máy nha. Đây, giờ mọi người đang test thiết bị, chuẩn bị để tí hồi sẽ bắn test vài game. Đây sẽ là quá trình rehearsal của toàn bộ các team. Đây, sau là attack all around cao twisted mind. Ok, mọi người đoán xem Heavy ngồi kế bên ai? Đương nhiên rồi, Falcon. Xóm của Heavy trận chung kết sẽ là team Falcon luôn. Người anh em Falcon. Mình vừa đi lấy đồ cho team Defy xong. Đây là quà dành cho những player tham gia sự kiện nhà thi đấu. Chắc mình sẽ review cho các bạn xem là ở trong đây có gì nha. Sẽ bao gồm cái áo khoác ở thùng đây là size L, một cái bucket hat, cái nón bucket, đây. Ui, to thế.
Dạ, cảm ơn chị. Đây là cái áo khoác. Áo khoác bằng vải jeans, khá là xịn. Áo khoác này nhìn xịn đấy. Ở trong sẽ có những món này. Còn lại hết rồi. Cứ chan vô một ít thôi em. Rồi nó ok thì chan vô thêm. Streamer khách mời. Ok, ngày hôm nay sẽ là ngày thứ hai. Ngày thứ hai để test máy, thiết bị. Bút của Heavy. Ok. Thì ban tổ chức cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Cái này là cơm trưa của mọi người. Và đây là nước uống, bánh, kẹo. Có cả nước, mọi thứ đầy đủ hết. Thì Garena cũng rất là chu đáo với mọi người. Giờ thì cùng đợi xem ai sẽ vào trong booth đầu tiên nhé. Artemis. Sáng người đúng rồi. Đây. Có đèn luôn. Tương tác, tương tác. Anh em đói chưa? Cơm này, cơm này, cơm này. Đây là cơm này. Bánh kẹo gì không? Cơm. Hả? Anh ngồi ở đây đầu tiên. Đâu mà bánh kẹo? Ủa? Anh đâu đồ ăn mà. Giỡn hoài. Bánh kẹo mà. Đồ ăn nè ông. Nè, ở dưới này nữa nè. Coi chưa? Xôi nè. Hay lắm, hay lắm. Đây, em thử coi. Trời đó đi anh ơi, tụi em ăn trứng anh ơi, chết sắp chết nữa. Mẹ nó nhiều chuyện quá à. Mẹ nó chết rồi. Quá là cha thì coi chứ, nó xa. Này, hôm nay chắc mọi người là phải ăn bốc rồi. À, có muỗng à, muỗng bé tí vậy. Đây, có review đi em, có một chai nước cam. Cái gì đó? Anh thư kiếm review. Anh có một cái bịch bánh phồng tôm. Có chai, cái này là cái gì? Chai cam. Giống như một cái có cam luôn. Món chính là gì vậy? Xôi. Xôi à? Xôi đúng không? Hồi nãy anh nhìn cầm chiên, cầm chiên, cầm chiên giống Việt Nam. Có muỗng đũa nè. Có muỗng đũa, có muỗng đũa. Không ăn bóc rồi, không phải ăn bóc rồi. Này là quả quýt chứ không phải là cam. Đó, đây là phần ăn. Cũng đầy đủ phết. Tính ra chuẩn bị chu đáo phết gì. Anh Mập nhìn mặt buồn ngủ vậy? Ngủ chưa đủ giấc hả em? Cái gì? Đau họng hả? Đó là nó lạnh á, anh khách lạnh không? Không khách đúng không? Được đó. Thằng gì cũng ho lấy rồi. Mập cả đi, bị trái đất chết. Để mấy thằng này em bận cái lạnh không à? Không tắm không à? Đi ngủ tuổi thằng này. Giờ thì một mình sẽ bắt đầu ăn trưa và lát hồi 12 giờ rưỡi sẽ phải lên test máy. Hôm nay lịch trình thì sẽ test máy bắt đầu từ 12 giờ rưỡi cho tới tầm 10 giờ đêm luôn. Nên sẽ rất khá là vất vả. Cái này ăn trước tráng miệng à? Ăn trước trái cây à? Nhiều khi do cảm giác nữa. Bình thường ngủ tới. Ăn đi ha. Ăn đi. Này do có sức bắn nhà hay. Ăn được không Bi? Rất là sôi đúng không ta? Cơm á. Coi chừng đổ cái cha cái lọ sambo.
Giờ cũng kiểu gần tối muộn rồi mà team vẫn chưa test xong anh em à. Đây, Heavy Falcon vẫn đang test thiết bị. Mọi người cũng khá là mệt rồi. Nguyên ngày hôm nay là test các thứ. Vẫn còn một ngày nữa, ngày mai vẫn sẽ test. Và sau đó là ngày mốt sẽ bắt đầu bắn luôn. Cố lên mọi người ơi. Yeah. Cuối cùng thì mọi người cũng test máy xong rồi. Giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu đi về khách sạn rồi. Hôm nay một ngày tương đối mệt. Khabi hôm qua massage bị tổng quốc xong, cái hôm nay nhức người quá, chịu đâu nổi. Ngày mai cả đội vẫn sẽ có thêm một ngày nữa để test. Và tới ngày 11 là sẽ bắt đầu thi đấu vòng tăng tốc. Ok, chào mọi người nha. Để đưa lấy cái thẻ. Đang niệm Phật. Cười lên Hen ơi. Cười lên cục vàng. Cười lên. Biết bao nhiêu gì cười lên đi lên. Sức khỏe sao rồi em? Mệt lắm hả? Đồ ăn bên đây ăn được không? Nope. Bữa ăn bữa bỏ. Chán lắm quá. Này như là ổ bệnh vậy đó chứ. Vô to. Đây là ổ bệnh nha. Đây là ổ bệnh nha mọi người chứ không phải là. Thơm mừng quá, cảm ơn mọi người. Trời. Cái nào cũng ngon hết trơn. LO Indonesia itu ada di sebelah kiri saya di sana. Di sini Vietnam. Ini Thailand. Di chuyển rồi. Teman-teman boleh lihat semua. Di chuyển rồi. Những con người bệnh hoạn. Rồi luôn. Thêm một người nữa phải uống thuốc. Em Han. Mà nó đi uống thuốc ké của thằng này. Sau thằng kia cũng uống thuốc ké của thằng này. Bệnh. Không, anh muốn bên Việt Nam. Bởi vậy đợi anh Quang này muốn hết bệnh luôn rồi. Rồi không biết miêu tả sao. Tình hình là Khabi
sốt rồi mọi người. Nếp, cập nhật tình hình sơ qua sức khỏe của mấy bạn anh. Hơi xui là hôm nay Khabi sau khi ngủ dậy thì sốt. Hiện tại tình hình là hôm nay sẽ phải thi đấu vòng Spearun. Thì hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn và Khabi sẽ sớm phục hồi sức khỏe cho vòng final chủ nhật này. Ok. Hơi xui. Sao em? Đỡ không? Cũng đỡ đỡ đúng không? Giờ tới Bi. Bi ngất rồi. Sao em? Đóng thuốc vô khỏe chưa? Cũng bình thường nha. Cũng bình thường mà. Tóc mồ hôi. Bình thường mọi người ở nhà đi vận động nên là ra ngoài thay đổi bộ giáp là không quen thì biết cái gì vậy. Thời tiết này thì nó khác gì Sài Gòn đâu, nó cũng nóng như thế. Đúng rồi. Lúc đi máy bay là chính là bắt đầu người nó uống bia đó rồi. Mà tối về nhà anh nằm lăn ngủ luôn. Dạ. Tao ngủ tới 8 giờ mấy tao mới dậy. Là mấy tiếng ta, tao mới dậy ngủ ta. À, 9 giờ. Ủa đâu, sớm hơn. 8 giờ. Mít bắt đầu trend để vô thay Khabi chứ Khabi ngất rồi. Anh em nhẹ nhàng với Mít nha. Nhẹ nhàng đi. Gánh thôi chứ đừng chửi. Tôi chụp anh nha. Quê rồi hả? Ấy, rớt hình ra kìa. Em tắm. Thôi. Dạ, em tắm mẹ. Mày bút em rồi. Ừ, ba đứa mình vô chụp anh tắm. Chụp lần nữa. Đồ quá nhìn trong kia. Tiên thủ sói nè. Na dư đẹp. Đâu khoe hình coi. Đâu đâu khoe cái hình coi. Top 5 đi, top 5. Gì? Khoe mấy tấm hình coi. Sập rốt. Ý. Sáu ạ. Top 5. Trời anh ta trời. Nghe đẹp nha. Đi. Take a picture. Rồi vô. Please do. Put that on the middle. Please. Okay. 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Once again. 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Once more. One more picture. One more picture, okay. 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Once again. Khỏe chưa em? Khỏe rồi. Khỏe sao trả lời yếu. Khỏe hả? Mít khỏe không? Dạ. Anh em có sợ bị lây bệnh thì đeo khẩu trang vô nha. Ờ chắc Panadol đâu? Panadol trong phòng. Đưa hàn cái viên Panadol mình hàn nóc vô. Cái này ơi. Cho hàn cái dạng. Xì quán. Đó là xíu bị bắn hả? Không nổi đâu. Lên chụp hình thôi. Vì quá đuối rồi. Cho mấy anh em có thể hiện dạo chơi. Khabi vô làm huấn luyện viên luôn. Được á chứ. Cái hỏi thể quyền hiện quyền lực đi rồi. Tao bệnh tao bắn còn hay hơn tụi bay. À bắt á hả? Khó quá vậy. Anh em tự tin không? Không, không, anh quay được không? Thì không mạnh. Sao bữa mày mới kêu anh là má anh phải tin tưởng em. Mày không ấy. Sao nó kêu đổ thừa tại em quay cho nên là không tự tin. Gì Nobita hả? Che đeo mắt kính. Ok. Anh em đang làm một thanh sô cô la cho adrenaline nó lên. Ok. Anh có cảm giác như
lúc xưa quá, như lúc mà anh còn đi thi đấu quá. Này em cầm luôn đi. Ok, chắc là anh em động viên nhau đi ha. Anh sẽ là người hỗ trợ anh em động viên nhau. Đây. Lấy câu. Guys, mình phải quay màu, quay. Đứng lên. Ra ngoài mọi người. Đứng lên. Không có sức la đâu anh ơi. Không cần la đâu em. Thôi, đứng nhiên cùng Dương. Ok, ra đây. Áo. Bệnh rồi. Ủa vậy là sao? Chị vô xuyên la dữ quá, em buộc lỗ tai rồi nè. Tôi la thôi, tôi bể họng luôn em à. Người ta bắt được tôi la. Ow, đông. Chúc mọi người thi đấu tốt, có một quân gia trong ngày. Ghê, yeah, yêu em. Sao lại một? Sao lại một? Sáu, ok, được luôn, muốn nhiều cũng được, lên bắn đi. Tính ra cuộc kia cũng sốt quá trời luôn á. Thì okay. Nó bệnh đùa như thế nào á. Thì từ cái chắc là kể chuyện một xíu nha. Từ cái thời mà anh còn là tuyển thủ cho đến bây giờ thì anh cùng với lại là một anh nữa, là anh Hà Anh, là co-founder Heavy, là những người đồng sáng lập ra tên Heavy sức nặng. Thì mọi người qua đây có mệt không? Cái điều gì khiến mọi người mệt ở bên đây? Thời tiết hay là đồ ăn hay là cái thời gian sinh hoạt nó khác? Thời tiết và cả đồ ăn anh được. Thời tiết và cả đồ ăn luôn hả? Ừ. Thì chắc là trước khi đi thì cũng được nghe thông báo là đồ ăn ở bên đây nó không hợp khẩu vị với Việt Nam mình cho lắm. Nhưng mà thôi, cố lên, anh em cũng đã nói với nhau là mình đã vớt cái vé gọi là vé cuối rồi để qua đây rồi. Nên là cứ bắn thoải mái, nhiệt tình lên, cứ bắn hết sức mình có thể. Đó. Kết quả thì nó cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là anh em còn được đồng hành đi với nhau trong từng khoảnh khắc. Có nghĩa rằng là mọi người được đồng hành cùng với nhau càng lâu càng tốt. Đó là cái kinh nghiệm mà anh đã được đi qua với các bạn ở trước đây. Có nghĩa rằng là giai đoạn nào mà mình còn ở với nhau á là còn vui. Còn đến lúc mà anh em không còn ở với nhau nữa thì nó lúc đó rất là buồn. Mà để mà ôn lại kỷ niệm thì chắc là ngồi xem clip cũ thôi. Đấy, nên là anh em còn được ở đây, còn được kết nối với nhau, còn được gặp nhau, đó là niềm vui nhất rồi. Nên là cố gắng bắn hết sức mình nha. Đừng có vì kết quả hay là phải cái này cái kia, miễn sao anh em còn ngồi với nhau để bắn, đó là vui nhất rồi. Còn về kết quả, nó có tốt cũng được, hoặc là không tốt cũng được, cũng đừng buồn về vấn đề đó. Yeah, cố lên nha. Rồi, yeah nè. Không áp lực nha. Cố lên nha. Cố lên nha. Còn tiếng là còn đi. 1, 2, 3, vô lên. Rồi mình đây. Coi có muốn đi vệ sinh hay gì đi ngốt nha. Uống nước gì không? Không cần áp lực vụ thành tích đâu. Vô mấy cái pha mà kiểu cần xử lý về kỹ năng nhiều á thì anh em chịu khó coi tích thôi, đừng có loạn, đúng không? Mình bình tĩnh xử lý là được. Nhất là cái chỗ mấy cái vòng bo cuối á. Ôm nhau cái mọi người. Ok, ôm nhau cái nè. Ôm nhau cái đi. Cố lên. Cho năng lượng nè. Trời ơi, chứ. Ông đi tạm thời ngày hôm không nay đi em cha. Đi ngơi đi. Anh em lo được. Đi ra sân khấu quốc tế lúc nào sợ không? Sợ không? Sân khấu quốc tế lúc nào sợ không? Rung đại là quá. Rung dữ. Nãy đứng ở chợ em còn rung được cái nó. Hy vọng là hôm nay Yun So sẽ lên phỏng vấn được ít nhất là 4 lần. 4 lần. Việt Nam hết. Xin vía. Lấy vui già đi nha. Chú bắn. Tại em nhắn nhắc mà nè. Có gì chuyện luôn. Lấy bía à? Lấy bía tí nó lấy súng. Hôm nay nó vui giá 2 chỗ. Anh thấy hôm qua tụi nó bắn test mà có vẻ nghiêm túc quá. Anh làm xin mà mình cứ tưởng là cô dâu thôi. Ừ. Đi đám cưới hả? Hả? À, đang đợi đi ăn vô địch. Cái chỗ thuê đồ của bên Indo đưa á. Nó là một cái tiệm đồ cưới. Rồi, em đã cố gắng chọn những bộ nó không có bị quá là đúng. Là cố gắng dữ chưa? Cố gắng lắm rồi đó. Chứ cái đầu hôm trước là còn xè ác nữa. Em lấy. Ôi.
anh ta cái anh cầm mồm đi. What the hell? Tại hạ sáng thấy nó ngủ dậy xong rồi cái nó ho quá trời ho, mình cũng lo. Nhưng mà cái đứa mà mình lo thì lại không bệnh, còn cái đứa không lo thì nó lại kêu là nó sốt. Rồi lúc mà tầm 9 giờ rưỡi nó còn không đi được rồi. Phải nhờ nhân lau mình cho nó. Hôm qua có anh cho uống thuốc các thứ rồi, anh mua thêm chai C cho uống rồi đó. Camera bị bạo hành. Do mệt quá. Anh thì không biết đi lên đi, người ta đang đợi muốn đồ em. Cố lên. Go 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 go. Fighting fighting. Rồi. Đừng rung nha. Bảo. Bảo kêu bảo, kêu bảo nè. Cố lên nha mít. Lên em ơi. Cố lên. Fighting. Đừng có rung nha. Hay kêu nghe, đừng rung nha. Mắc cười quá. Nó cứ rung rồi nó đòi viết giác hạ sốt. Hôm nay cô dẫn anh em nhiệt tình nha. Giờ thấy tầm quan trọng của test máy chưa? Thấy tầm nó đi có sao đâu mà giờ nó bị sao hết rồi. Chả sao rồi, lên bắn bao nhiêu cái gì? Là lúc ấy bị đúng không? Còn cái vụ mất thì sao? Tụi em không nghe tiếng Văn Thanh con à? Không nghe mà. Do để hay sao? Rồi mày mày nó lúc bắn nó bị sao đâu, tự nhiên lên tay tùm lum mà ai biết mày đâu. Lên đây chả luôn á. Luôn. Ủa đi khỏi đâu hết rồi trời. Mấy tuần nữa ghi nó bắn mà. Hai cái. Lắp chửi. Thăm nói với anh Trọng Tài. Nói rồi nó có làm gì đâu, nó từ cản trở không mà nó trả lòng được cái gì. Lắp thôi. Để cho anh lắp. Lắp quá. Xong rồi. Xong rồi đang chơi. Nữa. Mấy này ông chè này vô bán ngọt không? Thì vô đây anh, bánh gà. Hai gà. Tèm bánh gà quá, cả tèm gà. Nít gánh không nổi. Không phải một mình đội mình bị lát đâu, mấy đội khác cũng bị á. Mà anh cũng mới vừa kêu bên trọng tài lên kiểm tra rồi, anh mới vừa nói chuyện trực tiếp với trọng tài luôn rồi. Nãy có báo trọng tài mà nó không có. Họ đang check thiết bị cho mình luôn á. Toàn bộ các team đều lát mình đúng không? Khoa Cần cũng mới vừa báo là Khoa Cần cũng bị lát luôn. Nè, nói với bạn nhỏ. Không phải mỗi người đội mình đâu, ai cũng bị à. Thôi cần với lại bên quay nó cũng mới vừa ấy xong. Đây là tình hình chung rồi, với lại anh cũng mới vừa lên nói chuyện với lại bên tổng tài đây, chắc là thiết bị rồi em không? Sao lúc test máy nó không có lát, mà tới lúc thi đấu nó lát. Thì quân đang gọi bộ cưu đang cho nông người chết con máy hả? Bọn Ru cũng biết đúng không? Đúng rồi. Bọn Ru cũng bị, Phao Cần cũng bị. Ru nó còn chết máy luôn kìa. Nó chết máy luôn á. Là tụi em là tụi em lát người ta còn chết máy rồi. Lát phải phụ tiền luôn á. Chết máy. Nói chung là những cái team khác nó cái máy cho trọng tài có luôn đấy. Đúng rồi, anh hồi nãy anh lên anh nói chuyện trực tiếp với trọng tài rồi đó. Trọng tài cũng chè gì đấy, trọng tài nó không làm. Nhưng mà hình như nghe bảo là trọng tài này là nó cũng không biết về chuyên môn trọng tài này. Trọng tài thôi cứ bảo là máy lát quá rồi yêu cầu cái tài có cái bản checklist rồi mọi người. Bản checklist đây ý là cái lúc mà test trước đó thì ok, mình check máy ok, nhưng mà cũng có nốt là điện thoại của Văn Thanh nó không ổn rồi. Cứ báo vô tôi thì em vô làm bàn hành ấy, anh ấy sẽ làm người dễ hơn. Rồi, anh em lên đi mọi người. Rồi, ráng nốt nha mọi người, hai game cuối này. Lên. Nhưng mà không bắn là chung kết sau lấy đạn nhất tay mà bắn.
để làm cái 3 giờ có gì lên, có gì đỡ thì lên bắn. Nên bắn tầm 3 muốn trần lấy cảm giác tay cũng được đó. Bắn cho nó quen. Bắn không quen, bắn cái này nó lấy cảm giác tay bắn sướng lắm. Không bắn nó vào chung kết rồi lấy nghe nó nghe biết bắn cái này. Bắn cái này lấy cảm giác tay à. Tình hình sao rồi em? Hôm qua bị gì á? Bị sốt. Có ói mỡ gì không? Gì cũng bị hết á. Rồi nay chắc không bắn nữa đâu ha. Khỏi bắn luôn, ngủ luôn. Ví dụ mà bắn được chiến không? Bắn được thì phải bắn đi chứ. Gặp tìm nào bắn tìm đó hả? Ừ. Em không ngán ngờ chứ nhìn anh em hôm qua được 30 điểm hay thiếu mình. Cảm giác sao? Hiền hảo. Nói gì cho ông mập bắn đàng hoàng cái. Hả? Nói gì cho ông mập bắn hay cái. Tạo động lực cho anh em chứ. Bắn hay về dắt đi ăn đồ ăn thôi. Ok, cảm ơn Khabi nha. Thấy vô phòng làm cái gì á? Kệ mít kìa. Đi mít ơi. Bắt đầu vòng bò rết thứ hai, team Khabi sẽ quyết định cho Khabi lên lấy tay thôi. Không lấy tay có gì mai Khabi bắn không được. Dính pháp ẩn. Mít với Nhã mua được gì đâu, khoe coi. Một con khóa. Cầu hôn Free Fire. Cầu hôn lạnh luôn á. Sân khấu ngày hôm nay đã được phủ đầy ghế khán giả nha mọi người. Và đã bắt đầu có những bạn khán giả đến với nhà thi đấu ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đang được chuẩn bị đầy đủ hơn. Em mượn cái xung quanh này gì? Để làm gì? Em ăn mochi. Rồi. Em mua cái gì mua nữa? Mua gì á? Mua mochi. Anh ăn không? Cái gì cũng được. Anh ăn. Em ăn gì không ơi? Em không. One Coca-Cola. One. Không ăn đúng không? Dạ không. Tính ra tuy mình cũng thuộc dạng hơi khó ăn uống. Hầu hết là toàn phải ăn ở ngoài không à. Chứ đồ của ban tổ chức cung cấp hay là đồ khách sạn đa số không ăn được. Mà thấy đồ ăn sao? Em chưa ăn mà sao em biết? Là chưa. Muốn thử không? Xíu em sẽ thử. Xíu em sẽ cho cảm nhận sau nha. Mình phải đợi lâu mình bếp. Khá lâu á, tại vì đặc trưng của mấy cái quán ở bên Indo này là khi nào mà order á thì người ta mới bắt đầu làm. Và người ta làm cũng kiểu khá là từ tốn chứ họ không có kiểu làm nhanh giống như ở Việt Nam đâu. Đúng rồi. Như Việt Nam ví dụ như mình order á thì chắc tầm 10 phút là có đồ ăn rồi. Còn ở bên này thường thường là phải tầm 20 cho tới 30 phút mới có đồ ăn. Đây để anh cầm cho anh nặng đó. Cơm bưng nước rót. Người ta kêu là cái gì à, được đi quốc tế sướng lắm. Đâu thấy mấy cảnh này đâu.
Được cái là món cơm chiên của cái quán này anh em thích ăn. Hôm qua anh em ăn một lần rồi, hôm nay muốn ăn nữa. Chắc nó bị nó giống, gần giống như cơm chiên Việt Nam nên anh em cảm thấy thích. Mày từ từ thế chịu động. Thấy còn khỏe không Happy? Khỏe rồi đúng không? Hả? Đâu đâu vòng vòng bển ai biết hỏi nào. Ăn cái đi rồi làm gì làm. Ăn đi. 3 giờ lên lại rồi. Cái gì chú hỏi được. Mày á, tôi kích theo vào mày đâu, mày đâu. Rồi kiếm được theo phòng chưa? Quay quay cái gì cũng quay. Mà tôi đi làm tôi không quay chứ tôi đi làm cái gì? Có tập mà anh Phúc ơi. Cái gì? Sang này mà tao đã chuẩn bị cái này từ Việt Nam đó. Mà tao mang theo á. Tao đổi gì cơ các bạn. Ừ. Cá lò không có được không? Indo không có đâu. Hầm tiếp tế, hầm tiếp tế. Hầm tiếp tế đó. Ơi quăng cái này ra. Có cái hộp nào trống không ta? Không, Covid là anh gục cùng với em vào sáng nay rồi. Đúng rồi. Nếu là Covid là anh gãy rồi. Em bệnh quá. Quốc đi. Đây, cá hộp ai? Đồ Việt Nam đó. Nếu nào thèm mì tôm thì ra làm mì tôm ăn. Còn hai hộp. Tụi nó cũng có mang mì tôm á. Cơm ăn được không Gabi? Biết cá. Tầm bà này. Món này ăn quá ổn luôn á. Đúng không mập? Thế còn gì ta? Mập ăn hai phần rồi đó. Chết mà anh đây quên đem chai tương ớt theo. Thiếu có thiếu. Tương ớt, nước tương và ớt sắc. Ở đây mà có nước tương ớt sắc thì thôi chảy. Mà nước tương ở đây thì nó lại không có giống như. Nước tương ở đây hình như hơi mặn đúng không? Nó kiểu mặn kiểu gì á, không có hợp vị mình. Anh ăn giật á. Cố tình á. Nhưng mà như vậy thì rồi ai kêu khỏe. Kêu anh Nhân giật gió thôi giờ kêu anh Nhân á. Giống như mình ép nó giật vậy đó. Nào kêu tao giật. Quỷ. Giật mà không lên gió. Có cạo gió. Gió gì? Có cạo gió cho Khabi thì nguyên một cái ề trên lưng luôn. Bùa trên lưng. Hả? Nếu như mà mình không đủ, nếu mà mình bị nhiễm hàng nhiều thì cơ thể nó sẽ tự động sốt. Hay không? Cơ thể mình định lắm á. Nhiễm hàng là gì ạ? Nhiễm hàng là em bị lạnh á. Lạnh gió. Hàng là lạnh á. Hàng là lạnh á, là có nghĩa rằng là thường thường á, người em là 37 độ đúng không? Nhưng khi em nhiễm hàng là có nghĩa em nằm phòng máy lạnh nhiều hoặc là em ở trong đây nhiều thì em sẽ bị nhiễm hàn. Nếu mà em không phơi nắng thì người em ở phía bên trong nó sẽ thấp nhiệt độ hơn so với phía bên ngoài. Chuẩn bị là lên luôn nè. Rồi đây. Nên là khi mà bắn game á mọi người mặc áo khoác nhiều vào. Về cái đây. Thôi tới từ chừng về cái đây. Chừng 4 chừng 5 nhiễm hàn là bắn không được đâu. Lên lên chảy rồi. Lên anh em ơi. Anh em. Đấm cái. Đấm tay cái. Đấm tay mà đâu phải dè. Lên. Lên. Mình lên à, đã trễ. Na có hy vọng gì cho trận đấu ngày thứ hai hôm nay không? Có nha anh, hàng đầy hy vọng mà bên kia la ghê quá. Hơi hình. Ai có hy vọng gì trong ngày hôm nay không? Có chứ. Vì sao anh em bắn vui là được. Không ngầu. Ngầu xíu nào. Tốt gì lần này. Mít. Na có hy vọng gì không Mít? Không anh. Không luôn hả? À? Mai thì hy vọng cái này, hy vọng làm gì? Đúng. Mai nha. Ok anh em nhá. Đặt mục tiêu top mấy à? Đó. Đặt mục tiêu top mấy? Đặt mục tiêu đi Brazil thôi. Ok. Ok. Mặc định top 9 nha. Mặc định dễ thương chứ. Vậy
biết sao đi Brazil rồi. Nha đi không? Không, em không có vé rồi. Hai rồi, 4 cái đó 12. Chúc mừng. Xin chúc mừng. Chúc mừng Khabi nha. Chúc mừng Khabi cùng đồng đội nha. Na chai, na chai. Má đang nhà gì xui quá. Mày làm gì tôi? Đám tay mà đâu phải vé. Đây đây mà đây mà. Má chỉ luôn cái ai chứ. Hả? Nó đứng nó hỏi à. Nó hỏi câu à. Hỏi nghe nó qua hay phỏng vấn. Được phỏng vấn đó. Để nó quay nè. Bắn giúp hỏi có câu à. Coi như nhau rồi mẹ ơi. Như nhau rồi. Thấy em kể rồi, người ta cục lại á, đổi không? Như nhau. Sọt đây này mới vô cho nó may mắn rồi. Được. Sao? Để em mặc thử nha. Bơi giống luôn. lấy tóc ra coi. Ừ. Mà nãy không nói anh đem theo size M cho. Thôi được rồi, tí em cầm này lên cũng đẹp mà. Tới chừng nào mình tới một cái cặp lên hả? Vậy nè anh gặp thì chạy không anh ơi, bu da mấy cái mình có bu da cái Mega Me đi mua ổ bánh mì 500g thịt bò cho hen nè, đưa nó em. Nó chửi vô anh ơi, nó đang ngồi kia mà. Có gì hả? Cái đủ với cái miệng nó trong đây thấy cũng khá to. Cái gì vậy? Dạ. Kê bát. Kê bát là chết ăn rồi. Yeah. What the hell? What? What? Bò như này đi. Bò nó chửi. Bò một như này. Bò hai nó hiện ra nó như này. Mắt này mình không có hộp mà chỉ có hộp mỹ không lấy đâu lâu lắm. Ini lebih tepatnya nih Ira, kayaknya mereka akan menyambut kata-kata ini. Okay.
nhiêu đâu. Con đang bán nãy. Đang bán mà điện thoại nó bị ngắt luôn, cái không có bao nhiêu đó. Rồi. Rồi em hay lắm rồi, nhưng mà anh nói là phải giữ bình tĩnh nha. Mình cơ hội mình đang có nha. Cố gắng đừng chắc đi vệ sinh. Như nào? Sao? Má chữ phát, cả khán đài đi im lặng luôn mà. Chửi gì? Mày mày nó cool, mày có nói gì nãy mà vào nhà bảo lộ là được rồi, mày cứ đứng chần chừ làm cái gì? Em nói lúc nào? Mày kêu thứ trên đồi, mày kêu là đứng lại đừng bo để bo xong giận như nào. Hả? Mày đi mà đâu cần đâu bo thì chấn đừng làm ba lộn mày đâu. Cái bo đấy bo cơ bản. Nhưng mà đi không cần phải bo. Còn mày phóng hả? Lúc đầu là kêu vào nhà xe đúng không? Thì cả nhà xe cũng được, thằng bên trên đồi lúc đầu trên đồi. Cái đồi nó bán cho chết luôn, đi xe đó xong rồi chưa? Thôi 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 thôi. Nhắc mày mà bảo kêu mày không côn, mày cần mày côn đâu. Đúng không? Cái kêu nghe mày nói luôn mày bán thôi. Nói nhiều ra nó bị phân tâm. Mày cứ đó, bước nè. Bước bước vô, bây giờ nó đang gây, mày hiểu không? Cái đó, cái trận sau bán từ từ lại. Mày chắc chắn là nó bán mình rồi, đúng không? Lên. Hay quá tí. Rồi mọi người cứ nhớ để thôi nha em ơi. Tỉnh rồi nha, không bộ nha. Hay quá tí. Nhớ chắc thiết bị pin nha mấy đứa. Giai đoạn giữa đừng cố gắng giao tranh. Mùa sau anh em mình quay lại ha. Đừng qua anh bơ đồ nữa. Rồi, chúng ta có một điểm hẹn mới Thái Lan nha anh em. Rồi, về cái cuối nè. Điểm hẹn mới Thái Lan. Anh em làm lại cái gì đó. 1, 2, 3. Chơi khóc.
Dạ, mình tên Sáu. Là đi đâu ấy? Mà không quá trời. Xíu còn chụp hình à, cũng không à. Cảm ơn. Cảm ơn. Heavy combat. Combat cực mạnh luôn đúng không? Ủa sao sao? Hả? Ai? Shiba. Rồi về anh em đi. Cái clip này. Kết cái vlog này lại. Gặp mọi người ở Free Fire World Series mùa xuân 2025. Bye bye mọi người. Bye mọi người. Nè, có gì cần nói không? Mình ưu tâm được quay nữa.